về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Đối với vấn đề liên quan đến thực trạng cung ứng thuốc, vật tư y tế, theo yêu cầu của Tổng Thư ký Quốc hội, Bộ đã có báo cáo nhanh về tình hình này và xin được giải trình thêm một số nhiệm vụ như sau. Tại Việt Nam, việc tổ chức đấu thầu thuốc hiện nay được thực hiện ở cả 3 cấp trung ương, đấu thầu tập trung quốc gia chiếm khoảng từ 16,5 đến 18% số lượng thuốc toàn quốc. Cấp địa phương và các cơ sở y tế tự thực hiện việc mua sắm. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập xuất hiện nhiều hơn sau đại dịch COVID-19. Bên cạnh các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan như đã nêu ở trên thì còn các nguyên nhân chủ quan do hệ thống văn bản pháp luật liên quan còn bất cập, việc tổ chức thực hiện mua sắm đấu thầu còn vướng mắc, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện mua sắm chưa kịp thời hiệu quả, đặc biệt là có tâm lý e ngại, sợ sai ở một số cá nhân, đơn vị và địa phương. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế, các bộ ngành đã trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ các khó khăn tồn tại vướng mắc liên quan tới cơ chế mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế. Về cơ chế chính sách, Bộ đã trình Quốc hội ban hành các luật liên quan đến luật đấu thầu, luật giá, luật khám chữa bệnh và các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư để tạo hành lang pháp lý, đặc biệt là các nghị quyết 80, nghị quyết 99 của Quốc hội, nghị quyết 30, nghị định 07, nghị định 75 của Chính phủ, các thông tư của các bộ ngành, trong đó có thông tư 14 của Bộ Y tế. Luật đấu thầu năm 2023 sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, sẽ giải quyết, tháo gỡ được nhiều vấn đề vướng mắc trong việc đảm bảo nguồn cung và việc thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. Đến nay, các cơ sở y tế đã triển khai theo các quy định này. Về đảm bảo nguồn cung cho thuốc và trang thiết bị y tế trên thị trường, Bộ tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp, gia hạn thuốc, đăng ký lưu hành thuốc và thiết bị y tế. Tổng số thuốc có đăng ký lưu hành, nguyên liệu làm thuốc còn hiệu lực tại thời điểm hiện nay khoảng trên 22.000 thuốc và trên 100.000 chủng loại trang thiết bị còn hiệu lực đã tạo điều kiện cho thị trường đảm bảo cung ứng cho các cơ sở y tế. Cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp tìm nguồn cung, đặc biệt là đối với thuốc hiếm, đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện việc phân cấp toàn diện, việc phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các đơn vị cơ sở y tế trực thuộc bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, tăng cường công bố thông tin phục vụ đấu thầu, phối hợp cùng với các địa phương, các cơ sở y tế rà soát các vướng mắc liên quan tới việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế để giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã đạt được kết quả tích cực bước đầu, mặc dù vẫn còn tình trạng thiếu thuốc cục bộ tại một số cơ sở y tế địa phương. Theo báo cáo của 1.078 cơ sở y tế trên toàn quốc với Bộ Y tế trong tháng 10 năm 2023, có 61,41% đơn vị báo cáo đã đủ cung ứng thuốc cho hoạt động khám chữa bệnh, 38,59% đơn vị báo cáo có tình trạng thiếu cục bộ. Có những đơn vị trước đây khó khăn nhưng hiện nay đã đấu thầu đảm bảo cơ bản cho công tác khám chữa bệnh. Ví dụ như Bệnh viện Bạch Mai từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 35 gói thầu, vật tư, hóa chất, máy móc.